nói đến cơ duyên thì hồi nhỏ ấy, thì mình có xem phim trên truyền hình về Múa Rối Nước và mình đam mê từ đó. Trước đó là cũng được đi xem Múa Rối Nước và cũng có một người chú làm ở trong đây. Một thời gian anh tập luyện thì mình cũng thấy thích thú nên thành ra là anh xin vào đây làm diễn viên Múa Rối. Mình đến mình coi chương trình rồi mình xuống mình thích quá cái mình xin làm luôn tới giờ. Lúc ngày trước thì học bên trường sân khấu điện ảnh á, bên đoàn rối tuyển á, thành ra nghe nói vậy cái mình đăng ký mình thi tuyển rồi. Cô xem hồi xưa là cái có một cái vở là Công Chúa Tóc Mây, cô rất là yêu thích nên cũng ấp ủ trong lòng đó là sẽ đi theo nghề á. Mình tham gia nghệ thuật múa rối đến nay đã được hơn 13 năm. Tôi hoạt động nghề này khoảng 28 năm rồi. Trên 15 năm rồi. 6-7 năm. Cô theo nghề được 27 năm. Đến bây giờ được 11 năm. Được 3 năm. Từ trước đến nay thì nhà mình là toàn theo truyền thống nghệ thuật hết. Bố mẹ mình theo cải lương, chị mình cũng theo cải lương, dì mình thì theo chèo. May mắn được gia đình mình ủng hộ rất là nhiệt tình. Ngày xưa thì khi mà cô thi vô thì cũng có nhiều lời khuyên lắm. Cũng có người ủng hộ nhưng mà cũng có người nói là không nên theo. Nhưng mà do cô yêu thích đó nên cô tự thử sức mình coi mình làm được không á. Nói chung là bên Múa Rối Nước thì nói chung là cũng có những tai nạn thì nó nhỏ thôi chứ không nhiều. Chẳng hạn như mình diễn thì có khi bị đụng cái này, xúc cái này, xúc kia thì nó bị xước, trầy xước những cái xào nó bị, có khi cái mình sắt hay là mình kẽm nó bị xước trước tay mình thôi chứ thật sự nó cũng không có gì nặng. Thì tùy theo trường hợp nặng hay nhẹ. Thì nếu mà nặng quá thì giống như những vết thương hở hoặc là gãy tay hoặc là gãy chân thì cái đó là buộc là phải đắp một diễn viên khác hoặc là anh em diễn viên sẽ choàng cho cái vai của bạn diễn đấy. Lúc giống như cái cường độ mà tập nhiều quá, dày quá, nếu như bình thường thì con tập tới chiều là con được nghỉ phải không? Nhưng mà có những lúc đó con tập tới 2-3 giờ sáng. Mình làm cường độ nhiều mà mình mệt, mà gặp mình ngâm nước á thì không thể nào mà tránh khỏi là mình bệnh hết. Nói chung là phụ nữ thì làm ngành nghề nào cũng có cái thiệt thòi cho bản thân mình nhiều hơn. Mà về cái loại hình này thì mình lại phải bị ngâm nước. Ví dụ những ngày mà phụ nữ của mình đó, thì nói chung cũng phải làm thôi. Nhưng mà nói chung mình cẩn thận xí. Mình là con gái mà nên là tay có thể là bị chai sần, cơ bắp. Tay to, người ta gọi là tay to đó. Nên là mình cũng khá tự ti nhưng mà không sao, mình sống với đam mê của mình. Thì trong tất cả các trò thì nó sẽ có vở múa rồng và múa lân và bát tiên. Thì con rồng thì nó sẽ nặng từ 8 cho tới 10 kg. Và khi người diễn viên sẽ diễn liên tục trong vòng 5 phút mà cái lực cản của nước nữa nên thành ra là diễn viên cũng phải cần một diễn viên có sức khỏe để diễn. Mình nói là mình đứng xem bức màn, khán giả không biết ai hết. Diễn bao nhiêu năm, có những người về quê bà con nói, ủa mày làm nghệ sĩ mà sao tao không thấy mày lên tivi hay gì đó. Thì cảm giác mình cũng rất là chạnh lòng, mình cũng buồn. Các người nghệ sĩ mà làm diễn viên múa rối thì hầu như là ít được thấy mặt bên ngoài, đứng sau bức rèm. Đó là một cái phần cũng thiệt thòi. Nhưng mà tại vì yêu nghề, đam mê nghề thì mình cống hiến thôi. Cũng mùa lạnh thì cũng đau khớp, đau đồ, nhưng mà yêu nghề thì chấp nhận tất cả. Bà nói gì đó ông? Mồi câu cần trúc sẵn rồi.
Bà ngồi trước mũi còn tôi phải chạy. Dí dầu hoàn cảnh gieo neo, đôi ta luôn giữ tình nghèo sạch trong. Mặc cho bến lụt dòng trong, cũng không lay chuyển cùng phong đổi dời. Quê ta vẫn ngắm tình người, nơi ta được khởi khí trời sạch trong. Đa số là những cái con rối gỗ giò cổ truyền thống của đất nước mình á, thì nhà hát Anh sẽ nhập từ ở ngoài Hà Bắc. Còn sau này những cái vở rối mới như bây giờ là vở Nguyễn Trung Trực và vở Cá Chép Hóa Rồng, tụi anh sẽ sửa lại sẽ xài chất liệu mới, và những con rối đó hơi bên đội kỹ thuật bên nhà hát Anh tự làm luôn. Như đây là cây sào, đúng con rối điều khiển bằng cây sào, cái tay ngang gọi là cái tay ngang để điều khiển. Như con rối này có 4 dây, cái tay ngang thường nó sẽ bắt 2 cái dây đây là quay trái và quay phải đó. 2 cái dây cái tay này là điều khiển quay trái phải, quay lại là quay vòng tròn. Những cái con rối là những cái vật vô tri vô giác, nó là những cái khúc gỗ. Nếu như mà chúng ta không tác động đến nó thì nó chỉ là những cái khúc gỗ thôi. Thì cái cảm xúc của người diễn viên đấy, nếu như chúng ta tính là thang điểm 10 là tròn một cái vai về cảm xúc khi mà diễn viên ra chấm, cái diễn viên của múa rối thì phải là thang điểm 15. Cái diễn viên múa rối bao giờ cái cảm xúc cũng phải đầy hơn tất cả các diễn viên khác. Bởi vì sao? Khi mình truyền tải từ cái con người thật của mình sang cái nhân vật múa rối, nó đã mất đi đến 5 điểm rồi. Như vậy là cái cảm xúc của chúng ta sẽ đầy hơn và đủ hơn để cho một cái vai diễn nó hoàn thành khi mà biểu diễn múa rối nước ở trên mặt cái sân khấu Thủy Đình này. Have you ever watched What the Puppetry in Vietnam? No, never. It's my first time. Cô và hai con cô chưa từng coi múa rối nước. Mình lần đầu tiên mình đi xem luôn. Đó giờ mình chưa đi xem bao giờ, với lại kiểu như mình thấy nó phổ biến trên mạng ấy, nên mình đi thử. I chose to come and watch this show because my father already saw this show before and he said that it was very great, very nice, with some nice music, and I wanted to see the puppets. Không biết là múa rối nước nó như thế nào. Oh yes, I'm excited. curious? I'm excited. I expect to have a nice time and to enjoy the show. Nắng nóng rạng sơn đẹp trời đất Việt, biển bạc sừng vàng châu ái châu quang, chính nhánh miệng rồng bồi đắp phù sa bên nghé Trang Hòa. Cùng sống đà sống nhỉ. The show, yeah, it was very surprising. I didn't know what to expect, so it was really cool. I feel wonderful because I think the show is amazing and funny, so I'm really happy that I watched it. Yeah. Part of the show that impressed me the most was the dragons. Definitely the dragons. Yes, I was like a children, like a child. It's very interesting and very funny. Yes, I was very curious how they were moving the puppets. I think at first I thought it was maybe like a machine, but after we saw underneath the sticks, and it was, yeah, it's really impressive. They're really, really talented. So the part I enjoyed the most was the part with the lions, and when they were playing with the little doll, I just thought that the puppets were really cute and the scene was very funny. But all the other scenes, like with the phoenix and the fish, were really nice too. Yeah. I feel good, it was a good moment. Really impressive what they do with the puppets, so I like it. Dạ cái rồng, dạ giống phun nước ở mọi người. Giây phút vui nhất đối với mình chắc là giây phút được ra chào khán giả. Đó là niềm vui lớn nhất đối với mình, vì mình biểu diễn cho khán giả xem, khán giả vui là mình vui gấp 10, gấp 20 lần rồi đó. Dù mình không có đi ra ngoài, nhưng mà ở ngoài mình nghe khán giả vỗ tay hô hô hào. Thật ra lúc nào mình thấy cảm thấy rất là vui.
muốn lớn nhất của mình là mang bản sắc văn hóa dân tộc của mình đi ra với nước bạn để phát triển, phát huy. Anh thì anh mong muốn cái nghề múa rối nước này trong thành phố Hồ Chí Minh mình nó sẽ mở ra một cái trường đào tạo diễn viên để nó không, cái nghề múa rối nước nó không bị mai một. Thì mình cũng như mọi người là muốn duy trì cái loại hình nghệ thuật, nói chung là này là loại hình nghệ thuật là cổ truyền, phải lưu truyền, gìn giữ, bảo tồn nó. Cũng mong muốn rằng đem rất nhiều cái tiết mục, những cái trò diễn hay gửi đến bạn bè quốc tế. Và mong muốn rằng cái loại hình này được phát triển nhiều hơn để được nhiều người đón nhận hơn. Và mong muốn rằng có nhiều địa điểm biểu diễn hơn nữa để đem cái bản sắc dân tộc này, cái nét văn hóa đặc trưng này đến tất cả các khán giả.